Và liên tục từ đầu năm nay thì giá nhiều loại lúa đã duy trì được ở mức khá cao so với cùng kỳ năm trước, nhờ đầu ra xuất khẩu gạo có nhiều thuận lợi. Theo nông dân thành phố Cần Thơ, trong vụ lúa đông xuân 2022-2023, giá bán lúa ở mức cao hơn từ 500 đến 1.000 đồng một ký so với vụ năm trước. Còn lúa vụ hè thu năm 2023 hiện nay, dù còn khoảng một tháng nữa các trà lúa rạ sớm mới bước vào thu hoạch, nhưng hiện đã có nhiều thương lái đặt cọc thu mua với giá cao hơn từ 400 đến 700 đồng một ký so với vụ hè thu năm rồi. Các loại lúa OM380, OM5451, OM18 đang được thương lái đặt cọc với giá từ 6.000 đến 6.600 đồng một ký.